Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.000 m². Trên thổ đất căn nhà vườn có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường nhựa khoảng là 1 km. Con đường này rộng khoảng 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về đường tỉnh lộ 877 khoảng 300 m. Trước phần đất căn nhà thì mình có một con kênh rộng khoảng 4 m nha anh chị. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 10 m và có chiều dài là 100. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo ngang qua bên đây là 10 m. Phía trước thì gia chủ có làm cổng rào rất là kiên cố luôn anh chị. Cổng rào thì gia chủ chưa có trang trí. Cửa cổng thì bằng sắt nha anh chị. Đó, mình tới đây là 10 m. Chiều sâu là 100 nha anh chị. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân. Gia chủ thì đang trồng một số mai vàng anh chị. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ga. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè và có đám tiệc thì rất là thoải mái nha anh chị. Sân thì gia chủ cũng đổ bê tông rồi anh chị. Ở đây thì gia chủ có cất một ngôi nhà cấp 4 cũng còn rất là đẹp luôn. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị cô chú mình xem và tham quan nha. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Tường thì lót cho đến mí tôn. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa cây nha anh chị. Đây là không gian phòng thờ. Tường thì lót khoảng 1,8 m. Còn phía trên sơn và đã đi bê hết luôn nha anh chị. Và hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau. Và mỗi góc cột thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về là 23 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây mình di chuyển về khoảng 68 km là anh chị tới nha. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị cô chú mình xem và tham quan căn nhà vườn của mình ha. Ở khu vực này thì về anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cánh cửa sổ bên ngoài. Cửa này là cửa bằng cây nha anh chị. Ở đây thì căn nhà có hai phòng ngủ anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên.
Bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m8. Tường thì sơn và đã đi bê. Bên hông thì có một cửa sổ bên ngoài. Đó, cửa của mình cũng là cửa cây. Đó, còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Nó gia chủ phá cửa rồi anh chị. Còn khu vực này là gia chủ để tủ lạnh anh chị, sàn chén. Bên đây thì mình có một phòng ngủ nữa nha anh chị. Tính ra thì căn nhà của mình có 3 phòng ngủ. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Ở đây thì gia chủ nấu củi ở phía sau nha anh chị. Nó ngang là 10m, chiều sâu là 100. Bên hông thì mình có nhà vệ sinh. Đất và nhà thì có một cái khuyết điểm nha anh chị. Bên hông thì mình có một ngôi mộ anh chị. Ở ngôi mộ này thì gia chủ sẽ chừa lợi nha anh chị. Tổng diện tích trên sổ mình khoảng 1.204 m². Nó gia chủ chỉ bán 1.000 m² thôi. Còn phần đất này chừa lại để cất nhà ở nha anh chị. Cho gia chủ thì cũng đang nợ ngân hàng nên cần bán gấp anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.200 tỷ cho hết diện tích đất và nhà là 1.000 m² và có 200m là thổ cư nha. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn đây là nhà vệ sinh nha anh chị. Bên trong thì cũng lót gạch. Còn đây thì gia chủ là một cái trang trại để nuôi heo. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn nha anh chị. Mình sử dụng nước là nước máy. Phía sau thì mình có ao cá nè. Có vườn cây ăn trái nè anh chị. Gia chủ thì đang trồng dừa và một số mít nha anh chị. Ở đây là một cái ao cá. Gia chủ thì đang nuôi cá tai tượng anh chị, cá tra. Ở đây thì hàng xóm, nhà cửa, khu vực này em thấy thì ở rất là đông luôn. Anh chị có thể mua về. Anh chị mình nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Nó đất mình dài tới 100 là anh chị. Đó, mình ra tới phía sau luôn nha. Ở đây thì dừa với dừa nước anh chị. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng cây ăn trái thêm. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất này anh chị có thể mình trồng dừa nè, mít, bưởi, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Căn nhà của mình thì em thấy rất là rộng luôn nha anh chị. Cho gia chủ thì đang rất là kẹt tiền ngân hàng nên cần bán gấp anh chị. Tổng diện tích thửa đất căn nhà là 1.000 m² và có 200m là đất thổ cư.
giá bán là 1 tỷ 200 triệu. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Ở ngang là 10 mét nha anh chị, dài là 100. Căn nhà của mình thì chủ đều lót gạch hết luôn nha anh chị. Cửa thì sử dụng là cửa cây gỗ đỏ hết luôn. Tường thì lót khoảng 1m8 nha anh chị. Phía trên thì sơn và đã đi bê hết luôn. Điện nước thì có sẵn hết. Căn nhà thì có 3 phòng ngủ nha anh chị và một phòng thờ. Khu vực này anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách nha. Đầu nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Phía trước thì mình có một không gian sân còn rất là trống luôn. Anh chị có thể mình về anh chị mình làm tiền kế, mình có một bãi sân nè, anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái anh chị. Mặt tiền thì lót gạch cao tới mí to luôn anh chị. Còn đây thì chủ thiết kế rất là nhiều cửa sổ bên ngoài. Căn nhà của mình em thấy rất là thoáng nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà thì chỉ có một cái khuyết điểm thôi. Ở bên hông thì mình có một ngôi mộ nha anh chị. Ở ngôi mộ này thì chủ sẽ chừa lại và xây tường xuống bên dưới luôn. Và gia chủ thì cũng cất nhà ở bên đây luôn nha anh chị. Do nợ ngân hàng cũng cần bán gấp anh chị. Ở phía trước thì trồng một cây bưởi da xanh và bông chen nè. Đường xá thì mình di chuyển là đường ô tô nha anh chị, 4 chỗ 7 chỗ rất là thoải mái luôn. Mình rẽ trái là di chuyển về đường tỉnh lộ 877 nha anh chị. Khu vực đó thì mình có một cái chợ gọi là chợ Chòm Hổm, mình cách chỉ 300m thôi. Còn anh chị có thể mình đi chợ lớn hơn là chợ Thành Nhược anh chị, mình cách khoảng 1,5 km ha. Còn anh chị rẽ phải thì cũng di chuyển về đường tỉnh lộ 877B. Khu vực đó thì mình có chợ An Thành Thủy nè, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, cách khoảng 3 km nha anh chị. Phía trước thì xây tường 1m nha anh chị và cổng rào rất là kiên cố luôn. Cửa cổng thì bằng sắt anh chị. Phía trước thì mình có một con kênh nè. Kênh này thì anh chị mình thoát nước và anh chị mình tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha anh chị. Khu vực này anh chị thấy không, nhà cửa thì rất là đông. Vị trí này thì anh chị cô chú mình mua anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Giá bán là 1 tỷ 200 triệu, gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Tổng diện tích thửa đất căn nhà là 1.000m2 nha anh chị và 200m là đất thổ cư. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.